Hào Thúy. Bác Hào Thúy à? Vâng. Hôm nay bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám và có đến và bàn giao cho gia đình nhà bác Hào Thúy đây. Một bộ trường kỷ chất liệu gỗ lim thì chúng tôi vừa sơn xong quý vị nhé. Vừa sơn hoàn thiện. Cả nhà bác. Vâng. Đây, vừa hoàn thiện xong thì tôi quay lại cái video clip. Đây cũng như đây là hình ảnh bác Hào đây. Thì đây là bộ trường kỷ gỗ lim này, hàng đại này, kích thước là dài là 2m17. Hôm nay vừa đến bàn giao cũng như là sơn trực tiếp tại đây. Thì tôi có lướt qua một vài hình ảnh chi tiết về bộ này. Đây thì vẫn mỗi chiếc một nơi và vẫn chưa kê vào vị trí quý vị ạ. Đây là chiếc bàn cứu này. Kích thước là dài là 1m27. Bên trong này là hai chiếc ghế dài này. Chiếc ghế dài thì có kích thước là dài là 2m17, sâu vận diện tích ngồi là 50. Vách đục tứ quý, Tùng Trúc Cúc Mai. Ván mặt là liền một tấm. Chiếc ghế thứ hai đây. Rút dây là máy cứ để đấy là anh Liên anh chở đi. Như bóng mét rồi bác nhỉ? Ừ, đẹp đấy. Đẹp. Này là nhìn là ưng mắt không? Vâng. Ưng mắt. À, chỉ vừa túi tiền rất cao là chịu. Vâng. Bác chọn bộ này rất là hợp lý. Nếu mà tiền cao là phải bán cho quan chức. Nó thằng nó cướp được đấy. Vâng, bộ này. Nhà quê chỉ dùng vừa túi tiền thôi. Bộ bình dân như này là đẹp rồi. Vâng. Chất liệu gỗ lim Nam Phi quý vị nha. Rất là bền đẹp. Giá cả thì cực kỳ là hợp lý, phải chăng? Phù hợp với thu nhập bình dân thì là rất hợp lý. Ok mọi người nhé. Quý vị có nhu cầu thì có thể liên hệ bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Và hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại đây là khu mấy bác ơi, khu mấy chứ sáng? Khu 10 tại xã Cẩm Khê, Phú Thọ. Ok mọi người nhé. Đây là ngày 31 tháng 3 này, 11:30 này. Ok mọi người.